not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị cho đón sự ra mắt của cô dâu Thiên Khương Chú Rể Quốc Cường. Xin mời. Thưa quý vị, những giây rất là lãng mạn, ngọt ngào, rất là thiêng liêng của ngày hạnh phúc hôm nay. Tình yêu là đây, hạnh phúc là đây. Trước mắt chúng ta là hai con người quan trọng, nhấc tay trong tay nhau tiến bên đây này sân khấu để cùng ra mắt tất cả quý vị khách quý, cô dâu Thiên Khương Chú Rể Quốc Cường. Tất cả quý vị, trên sân khấu lúc này đây là sự hiện diện của hai con người quan trọng nhất, hạnh phúc nhất, đó chính là cô dâu Thiên Khương Chú Rể Quốc Cường. Và trọng kính chào đón lên sân khấu đại diện về phía hai chủ hôn, về phía họ nhà gái trân trọng kính mời ba Nguyễn Tấn Mốt, trân trọng kính mời mẹ Nguyễn Thị Mai là song thân của cô dâu Thiên Khương, và cùng chung trên cánh tiệc hồng như làm chương trình cùng với gia đình cũng rất là hân hoan vinh dự. Kính chào đón lên sân khấu đại diện về phía họ nhà trai, trên đường kính mời lên sân khấu ba Lê Văn Tiến, trên đường kính mời mẹ Nguyễn Thị Hoa là song thân của Chú Rể Quốc Cường. Và ngay giờ phút này đây, trên đường kính mời ba mẹ cô dâu và ba mẹ chú rể chúng ta cùng di chuyển về sân khấu để cùng ra mắt tất cả quý vị khách quý trong không gian tiệc cưới ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Hạnh phúc của con trẻ là niềm vui biết bao của những đấng sinh thành. Và chúng ta nhận thấy rằng niềm hạnh phúc đang đong đầy trên gương mặt của những bậc làm cha làm mẹ là ngày hôm nay có được dâu hiền rể thảo. Xin chúc mừng các bên gia đình trong ngày cưới hôm nay. Thưa quý vị khách mời, và ngay giờ phút này đây tại sân khấu tình yêu trong hôm nay là sự hiện diện của những con người quan trọng nhất, hạnh phúc nhất trong ngày cưới hôm nay, đó chính là cô dâu Thiên Khương và chú rể Quốc Cường. Đứng bên cạnh của cô dâu chúng ta đó là ba và mẹ cô dâu. Đứng bên cạnh của chú rể đó là ba và mẹ chú rể. Một lần nữa xin được ra mắt tất cả quý vị khách quý và rất mong đón nhận một tràng vỗ tay thật rộn ràng, thật nồng nhiệt cái lời của tất cả các bạn đi cùng chúc phúc cho gia đình trong ngày cưới hôm nay. Quý vị khách mời, và ngay giờ phút này đây, trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta một lần nữa cùng hướng ánh nhìn về sân khấu để cùng chứng kiến những phút giây đẹp nhất, khoảnh khắc tiền liền nhất quay những phần nghi thức lễ trong ngày cưới quay em Thiên Khương và Quốc Cường. Và nghi thức đẹp đầu tiên cô dâu chú rể chúng ta sẽ di chuyển về phía tháp. Thắp bánh tình yêu cùng chia ngọt sẽ buồn, xin mời. Và trân trọng kính mời các
tình con suy gian ngày càng kêu sơn gắn kế. Và để cho ekip như là chương trình sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp này trong ngày cuối hôm nay. Và xin mời cô giao chương trình chúng ta cùng từ hai máy đầu với nhau nào. Đó là cười thật tươi để cho những người làm chương trình sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp này của ngày hạnh phúc. Những phút giây rất là thiêng liêng trong cuộc đời của em. Và tác phẩm cưới từ trương cho việc ở trong cuộc sống cùng nhất chiếc ngọt sẽ mùi, cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc đời này. Chúc cho người ta chúc đệ trong năm tình viên bản bắt đầu nghĩa phô thề. Xin cảm ơn đến mày và xin cảm ơn ông Tân và người đã xây duyên giúp cho hai em Tiền Khương và Quốc Cường tìm được với nhau để về sống trong một nhà hạnh phúc. Và xin cảm ơn ba, xin cảm ơn mẹ đã cho con cái cuộc đời này để rồi ngày hôm nay chúng con thực sự con lớn trưởng thành yên bề gia thất về sống trong một cái nhà hạnh phúc. Và một lần nữa cảm ơn tình cảm thân thương của tất cả quý vị quan khách quý đã hiện diện về với không gian ngày cuối hôm nay để cùng chứng kiến, để cùng chúc phúc cho cuộc đời chúng đệ chúng tôi. Và để tiếp thêm niềm vui niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của em Thiên Cương và Quốc Cương thì ngay giờ phút này đây trân trọng mời tất cả quý vị hãy nhìn cho một tràng vỗ tay thật rộn ràng hơn nữa quý vị ơi, để cùng chúc phúc cho cô nhau và chú đệ. Những đi đường tình trường hiếm đến cảm ơn những bậc sư thành dưỡng dục. Và hai ly rượu được tiên cô dâu xin để chúng ta sẽ trân trọng dâng lên cho ba và mẹ của cô dâu trước ạ. Con rất kính mời ba mẹ cô dâu hãy đón nhận hai ly rượu đại nghĩa của hai con thay cho lời cảm ơn của những đấng sư thành dưỡng dục. Thưa quý vị, và hai ly rượu tiên cô dâu xin để chúng ta sẽ trân trọng kính dâng lên cho ba và mẹ của chú rể ạ. Xin cảm ơn những đấng sư thành, cảm ơn những bậc làm cha làm mẹ luôn luôn lo lắng che chở, vì xin chúc con cuộc đời để có được hai con người quan trọng nhất, hạnh phúc nhất, đẹp đôi lộng lẫy nhất trong ngày cưới hôm nay, Thiên Khương và Quốc Cường. Chúc cho ba mẹ cô dâu, chúc cho ba mẹ chú rể luôn luôn bình an mạnh khỏe thật nhiều vui trong cuộc đời này. Thưa quý vị, và ngay bây giờ cô dâu chú rể chúng ta sẽ đón nhận hai ly rượu tình nghĩa phu thê, hai ly rượu dâu bôi cùng đang tay nhau uống rượu dâu bôi hạnh phúc trước sự chứng kiến của gia đình cũng như tất cả quý vị kính quý trong ngày cưới hôm nay. Và ngay giờ phút này đây thấy mặt gia đình cũng của gia chương trình rất là kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng rót đầy ly ạ. Chúng mình chúng ta cùng nâng cao lên một tầng để chúc phúc cho ngày cưới của em Thiên Cương và Quốc Cường. Và xin mời quý vị chúng ta bên phải bên trái quay nào cùng đang chia tay nhau uống rượu bồi hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình. Và trân trọng kính mời ba mẹ chú rể, ba mẹ cô dâu cùng xích lại gần nhau hơn cùng cụng ly để cùng chúc phúc cho ngày chung đôi của hai con. Xin mời. Những phút giây rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc của hai bên gia đình cũng như của dân chú đệ trong ngày cưới hôm nay. Xin chúc mừng của dân chú đệ, xin chúc mừng hai bên gia đình từ nay có được châu hiền để thảo. Thưa quý vị, và ngay giờ phút này thay mặt cho đoàn ngương cùng gia đình trân trọng kính mời tất cả các bác, các cô, các chú, các anh chị và các bạn chúng ta cùng rót lại ly ạ. Chúng ta cùng nâng cao lên hồ thật to để chúc phúc cho ngày trọng đại, ngày chung đôi của em Thủy Cương và Quốc Cương. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẵn sàng. Xin mời dân chú đệ trân trọng kính mời bên gia đình. Ly đâu quý vị ơi. 1 2 3 xin chúc mừng. Một khoảnh khắc rất là tuyệt vời trong ngày cưới hôm nay. Và một lần nữa thay mặt cho gia đình xin cảm ơn ekip được làm chương trình, cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện âm nhạc ánh sáng Quỳnh Dũng quê hương Điện Dương của chúng ta đã tạo dựng một chương trình rất là hoàn tráng để cùng chúc phúc cho ngày chung đôi của em Thiên Cương và Quốc Cường. Thưa quý vị, và phần nghi lễ thì cũng như phần ra mắt gia đình chúng đệ cùng hai bên gia đình xin phép long trọng đón qua. Chúc cho tất cả quý vị khách quý có một bữa tiệc gặp tràn đầy vui và thật hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay giờ phút này đây trân trọng kính mời ba mẹ cô dâu, ba mẹ chú rể cùng đoàn người chúng ta sẽ di chuyển về từ bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả quý vị. Đón nhận những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của tất cả quý vị khách mời. Dành đến cho gia đình, dành đến cho gia đình chúng đệ. Xin mời đại gia đình.
Xin cảm ơn những người bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và ngày hôm nay cũng cố gắng sắp xếp công việc thời gian của mình để về chung vui, để về chúc phúc cho cuộc trò chuyện chúng tôi. Những lời chúc, những món quà để mừng ngày hạnh phúc cho Thiều Khương và Quốc Cường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp này trong ngày cưới hôm nay. Và đại lễ phu quy trưa hôm nay cũng là một ngày cũng rất là đặc biệt, nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 10. Và thay mặt cho những người làm chương trình cùng với gia đình, chúc cho tất cả quý vị, các cô, các chị, các bạn gái luôn luôn trẻ đẹp, thật nhiều niềm vui trong cuộc đời này. Và tiếp tục những món quà, xin mời tất cả các anh chị, các bạn, chúng ta không quà tiền và xin cống ạ. Để mừng ngày hạnh phúc cho hai em Thiều Khương và Quốc Cường. Và xin cảm ơn những người bạn thân thương của cô dâu. Và chúc cho các bạn có một cái thiệp nhìn vui ạ. Và còn quà nữa không ạ? Tất cả các anh chị, các bạn, chúng ta có quà cái tiệp về sân khấu ạ. Để cùng chúc phúc cho các chú đề trong ngày trọng đại hôm nay. Còn quà nữa không ạ? Thưa quý vị, và chắc lẽ là những tình cảm thân thương trong ngày cưới hôm nay của tất cả các anh chị, các bạn đã dành đến cho anh em cũng đã tạm khép lại chương trình đón quà. Và một lần nữa thay mặt cho đôi gương cùng gia đình, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc qua những món quà của tất cả quý vị, các anh chị, các bạn, để chúc phúc cho Thiều Khương và Quốc Cường trong ngày cưới hôm nay. Và ngay bây giờ thì cô giáo chủ đề chúng ta sẽ quay trở lại với gia đình và di chuyển về tập bằng tiền để cùng chung vui với tất cả quý vị khách quý. Xin mời. Dành đến một bài hát rất là rộn ràng dễ thương để chúc phúc cho ngày cưới hôm nay, một sáng tác rất là nổi tiếng nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Đường Xa Ước Mơ. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Thank you.
Bao đôi thầy cho ngày sẽ trôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian khó chẳng ngại chi. Mãi lại đi. Lúc vui buồn hàng nàng có đâu cũng cố gắng sẻ chia. Mãi là đêm mình coi nhau là anh em một nhà, dù sống trên dưới mấy câu thề vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến hết kiếp này. Sau khi đời nhiều lời dối gian, ta vẫn mà kể đã một ngày gọi là anh nghe mãi mãi là anh em. Dù nhau khó không đã bỏ rơi nhau, từ sao vẫn giữ nghi chữ tình vẫn một lòng mình là anh em. Oh,
Bye.